là cánh cửa lòng thương xót cho ai chạy đến nâu nương nơi Ngài. Ngài là hiện thân của Chúa Cha, giàu lòng thương xót mỗi chúng ta, để ai bước vào sẽ nhận được ơn thứ tha. Này con khiêm tốn nhận mình tội lỗi, bao phen từ chối sống theo lời Ngài, hận thù chia rẽ không thứ tha, dục vọng đam mê bao ngã xa, thương xót con cùng Chúa ơi xin Ngài đỡ nâng. Ai đi qua cửa Giê-xu lòng thương xót sẽ đón nhận được nguồn mạnh xót thương vô ngần. Bệnh tật với những đau thương, tội đời chất ngất thế lương, lòng Chúa xót thương giải thoát con khỏi tội vương. Giê-xu là cánh cửa lòng thương xót cho ai chạy đến nâu nương nơi Ngài. Ngài là hiện thân của Chúa Cha, giàu lòng thương xót mỗi chúng ta, để ai bước vào sẽ nhận được ơn thứ tha. Này con khiêm tốn nhận mình tội lỗi, bao phen từ chối sống theo lời Ngài, hận thù chia rẽ không thứ tha, dục vọng đam mê bao ngã xa, thương xót con cùng Chúa ơi xin Ngài đỡ nâng. Giê-xu lòng thương xót, hãy biết xót thương, mở lòng trước anh em mình. Đừng ngại đến với tha nhân, đồng hành cứu vớt yêu thương, lòng Chúa xót thương giải thoát con khỏi tội vương. Giê-xu là cánh cửa lòng thương xót cho ai chạy đến nâu nương nơi Ngài. Ngài là hiện thân của Chúa Cha, giàu lòng thương xót mỗi chúng ta, để ai bước vào sẽ nhận được ơn thứ tha. Này con khiêm tốn nhận mình tội lỗi, bao phen từ chối sống theo lời Ngài, hận thù chia rẽ không thứ tha, dục vọng đam mê bao ngã xa, thương xót con cùng Chúa ơi xin Ngài đỡ nâng. Chia sẻ không thứ tha, dục vọng đam mê bao ngã xa, thương xót con cùng
Chúa ơi.